Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại về một, đúng là thật sự các bạn, hôm nay mình có sót này, sót đúng một con iPad Air 2 128GB, máy bypass anh em nhá. Bypass con này thì anh em đăng nhập này, tải ứng dụng này, thoải mái này, tiệt ga này. Đấy, mỗi cái anh em khi mà reset lại thì anh em lại phải gặp mình một lần nữa thôi. Nhưng còn đâu tất cả anh em dùng con này bình thường. Mình để con này giá mà cho một con là 2.7 triệu anh em nhá. 128GB. 2.7 triệu thì cái giá này nó thật sự các bạn thì chỉ bằng cái màn hình thôi. Cái màn hình này bây giờ anh em thay cũng đã hơn 2 triệu rồi anh em nhá. Đấy, nên con nó là màn zin màn đẹp anh em nhá. Đấy, iPad Air 2 hình thức thì vỏ thì hơi xấu một tí anh em, xấu này. Nhưng còn đâu là máy là màn zin bên zin. Dù bình thường anh em con này về thì đúng là anh em chơi game này, lướt web, Facebook, Zalo, tiệt ga. Đấy, miễn chê luôn. iPhone 12 thì đây, iPhone 12 này. Còn thừa hai con anh em ơi. Màu hai con màu này thì không biết kén khách hay không. Thôi thì bán hai con này cho bà con, là con này nguyên áp anh em nhá. Nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp này. iPhone 12 này giá 8.7 triệu anh em ạ. 8.7 triệu nhá. iPhone 12 quốc tế nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp nhá. 8.700.000 đồng. Ok anh em. Đấy, dành cho những anh em nào thích máy chất, máy đẹp. Đây, 12 Pro đây, iPhone 12 Pro đây, 11.800.000 đồng thôi. Máy đẹp keng này, nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp này, iPhone 12 Pro anh em nhá. Máy bảo hành 3 tháng anh em ạ, 12 Pro nhá, pin 87, full chức năng bản Mỹ anh em nhá. Một Pro 256 màu trắng đây, 10.500.000. 10 Pro Max đấy. iPhone XS Max quốc tế màn GX 256GB bà con này. Đấy, con này mình để cho bà con là 5.700.000 anh em nhá, 256GB. iPhone 11 Pro Max này, quốc tế này. Con này là 256GB này. Con này mình mua lại của khách này. Đấy, mình này, hết pin rồi anh em ạ. Mình để lại cho bà con là 10 triệu thôi. iPhone 11 Pro Max quốc tế nguyên zin nguyên bản nhé, 10 triệu. iPhone 11 Pro Max quốc tế màu trắng này, mình để cho bà con là 9.500.000 này. Đây, 12 Pro Max vứt rất còn nhiều luôn anh em này. 12 Pro Max này, 12 Pro Max 256 này. Nguyên zin nguyên bản nguyên áp anh em nhé. Nhá, nguyên zin nguyên bản nguyên áp màu vàng này, màu xanh này và màu trắng này anh em nhé. Mình còn 2, 4, 6, còn hơn chục cây nữa anh em ạ, còn hơn chục cây nữa nhá, hơn chục cây nữa thì anh em nào lấy mình để cho nhá. Giá mình cam kết các bạn là hợp lý nhất cái đất Việt Nam này luôn, hợp lý cực kỳ luôn đấy. Đây, iPhone XS đây, con này thì pin 80 này, men zin màn zin này, full chức năng này. Con này mình để cho bà con là 4.800.000 anh em này. iPhone 11 Pro còn con màu xanh này 7.500.000 anh em nhá. Những con này là cả hàng zin nhá, zin đẹp nhá. iPhone XS này, XS quốc tế này đầy đủ full chức năng này. Mình đã thay pin mới này, 256GB này, quốc tế này, màn GX này. Con này thì mình để cho bà con là 4.200.000 đồng. 4.200.000 đồng bà con có thể sử dụng con iPhone XS này, bản NA này, đã thay pin mới tinh này, 256GB này, full chức năng này, màu đen này, 4.200.000 anh em nhá. iPhone XS Max đây, mực tí tay thỏ này, 256GB này, một tí tài thỏ này, một chỗ nào đây, đây, đây một tí tài thỏ đây, 5.700.000 đồng, 5.700.000 đồng, iPhone XS Max, men zin nhá, màn zin nhá, zin đẹp luôn anh em ạ, một tí mực tí tài thỏ thôi, thì anh em mua những con này thì sẽ rẻ hơn 2 triệu cho một máy bình thường anh em nhé, thì con mực này thì mình nghĩ không lan đâu, mình bán cho rất nhiều người rồi và không ai bổ lan bao giờ. Mình sẽ bảo hành con này cho bà con 3 tháng anh em nhé. XS Max mực tí tay thỏ 5.700.000. Đấy, XS Max nguyên zin màn zin 6.500.000 anh em nhé. Full chức năng 64GB, pin 95. Mực góc full. Đây con này mực góc tí, full góc này. Thì con này mình để cho bà con là 5.200.000. iPhone XS Max 5.200.000. 256GB mực tay thỏ, sao lắm mực tay thỏ nhỉ. À đâu, con này là 64GB mực bên trên anh em nhé. Con này thì bình thường mình thay màn và mình bán được thôi, nhưng mà nó phí quá. Con này mình để cho bà con 4 triệu này, iPhone XS Max này, cam kết các bạn zin từ A tới Z luôn nhá, zin màn zin bên zin tất cả đều zin hết. Đấy, màn zin bên zin nhá anh em nhé. Con này mình để cho bà con là 4 triệu nhá. Nếu mà anh em mà không thích thay màn GX vào cũng có thành 5.200.000, 5.500.000 thôi, nhưng mình không thích thay màn để nguyên này thôi. Nhiều bạn không điều kiện thì dùng con này cũng được này. Con này mình để cho bà con 4 triệu này nhá. iPhone 11 Pro này quốc tế này, màu trắng này. Có rất nhiều bạn thích màu trắng, nhiều khi là thật sự anh em, nhiều khi anh em hỏi không có đâu, nhưng mà tiện có con này thì đúng chả ai mua. Ê, tiếc không, 7.500.000 anh em nhé. 11 Pro 7.500.000. Còn đâu 12 Pro Max này mình để cho con là 15 triệu nhá. Đấy là máy 128GB đấy. À đâu, đấy là máy 256GB đấy. Còn 128GB nó rẻ hơn. Đấy, 11 Pro 256 này. Tem tiếc đầy để dán xé lung tung hết này. 11 Pro 256GB này 8.500.000 anh em nhá. Zin đét đẹp luôn. Đấy,
11 Pro Max này, 6 tua ghi này. Đấy, 11 này, 11 thường này, 6 rưỡi này. Zin áp luôn nhá, zin áp 100% luôn này. Đấy. XS Max độ 14 Pro Max này. Anh em ơi, thôi, tạm thời thế thôi, mình sẽ cho anh em vào sau bán hàng anh em nhá. Anh em xem những kèo sau nó sẽ rẻ hơn đấy nhá. Đây là những máy đắt tiền. Tầm 5 phút để đổ ra thì anh em sẽ xem nhiều máy rẻ hơn anh em ạ. Đợi nhá. Hello, xin chào tất cả các bà con nhá. Đây mình lại là mình lên cho anh em một số kèo đây. Đầu tiên là con iPhone 6s Plus tài khoản ấn nhá. Lắp SIM còn ok nhá, con tài khoản ấn này thì dùng như máy bình thường nhá. Các bạn nhớ thì xét lại mình có chạy cho bạn nhá. 64GB mất vân tay, pin 1 lít. Bán cho bà con giá 1.4 triệu, bỏ khá chi đẹp nhá. Tiếp theo chương trình là con iPhone 6s bỏ khá đẹp. Pin 1 lít, 6s quốc tế, mình bán cho bà con giá là 1.200.000 đồng. Tiếp theo nữa là con iPhone 6 Plus Bypass, mình bán cho bà con giá là 850.000 đồng. 6 Plus Bypass pin 1 lít nhá. Tiếp theo chương trình là con iPhone 6s 64GB quốc tế pin 1 lít, bán cho bà con giá là 1.400.000 đồng. 6s 64GB. Tiếp theo chương trình là con iPhone 7 Plus pin 1 lít bypass nha các bạn ơi, 7 Plus bypass cam trước sau led căng nhá. Vân tay vân chân đầy đủ, 128GB, bán cho bà con giá là 1.800.000 đồng. 128GB pin 1 lít. Đây Châu, nên Châu. Đây sau đây là Châu nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình có mấy kèo máy giá trung bình, giá rẻ. Con đầu tiên là con 7 Plus nhá, 128GB nhá, màu đen. Main zin màn zin nhá. Pin nữa là pin 89, để cho mọi người là 2 triệu từ 850 128GB 7 Plus màu đen. Và con này là con 11 thường nhá. Zin đen luôn, main zin màn zin nhá. Pin 8X. Cam nét để cho mọi người là 6 triệu 5. 2011. Và con này là con XR màu xanh. Main zin màn zin nhá. Bách việc chú tôn đầy đủ nhá, để cho mọi người là 4 triệu 8. Có con này là XR 128GB, độ 14 Pro màu tím nhá, để cho mọi người là 5 triệu 9 nhá. Main zin màn zin nhá, chú tôn đầy đủ nhá, 128GB, pin là pin 86, để cho mọi người 5 triệu 9. Con này là con 7 Plus 32GB full chức năng, pin 100, để cho mọi người là 2 triệu 6 đi, 2 triệu 6. Số điện thoại, số điện thoại 0901566597. Có gì mọi người liên hệ vào số Zalo này nhé. Ok, tôi mượn tôi ghi số điện thoại tôi đã, của tôi ghi số điện thoại. Còn mọi người có mua cái kèo khóa đầu tiên đấy thì liên hệ qua mình qua Zalo số điện thoại nhé, 0782090104. Để nhất cái kèo giá nhất của đất. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại. Ok, chào mọi người đi. Chào mọi người nhé. Đây, hello anh em, hôm nay mình lại có mình cùng có mấy kèo quả giá rẻ để cho anh em đây nhá. Anh em xem con nào hợp lý thì chốt nhá. Đây, đầu video là con 6G này, 16GB full vân nhá, pin 9X nhá. Đây máy đây, đây hình thức máy đây, pin 92 hay pin 95 gì đấy, 16GB full vân, máy zin bên zin màn zin, nói chung là zin hết nha anh em nhá. Để cho 1 triệu con 6G này, 1 triệu này. Tiếp đến là con 6S Plus. Đây có con này là 32GB máy full chức năng này, pin cao nhé anh em nhé, 32GB 6S Plus 32GB máy full chức năng, để cho anh em 2 triệu nhé, 2 triệu. Đây còn con này là cũng là 6S Plus. Đây cái này là cái này là dán túi ni lông thôi nhé anh em nhé, và bóc cái là sạch nhé, vỏ cũng tương đối, vỏ đẹp. Đây con này cũng pin cao, pin 9X là pin 100 thì đây. Con này là 6S Plus 64GB máy mất vân tay nhé anh em nhé. Đây cam nét luôn, đấy cam trước sau nét, mình để cho anh em con này 2 triệu nhé, 64GB mất vân 2 triệu. Còn con này là 32GB full vân là cũng 2 triệu anh em nhé, máy đều pin cao hết. Còn những cái vỏ này là nó chỉ gọi là bẩn thôi nhé anh em nhé, lau là sạch nhé. Đây tiếp đến là 6 Plus này, con này là con 6 Plus mất vân này, con này con lóc nha anh em nhé, để cho anh em 900 thôi, để cho anh em 900 anh em về tự ghép SIM nhé, bán rẻ như máy bypass thôi.
16GB mất vân tay để cho anh em để anh em tự ghép SIM. Rồi tiếp đến cũng là một con 6S này. Con này con 6S Plus. Con này là 6S Plus. Con này là cũng là lock nhé. Máy lock 16GB mất vân tay, mình để cho anh em về tự ghép SIM thôi. Để cho anh em con này 1,2 triệu nhé, anh em về anh em tự ghép SIM nhá. 6S Plus 16GB. Mất vân tay máy lock anh em về tự ghép SIM. Rồi tiếp đến là con 6 Plus này. 6 Plus này mất vân tay anh em ạ. Mất vân tay 16GB. Rồi mình xem nào. Rồi con này để cho anh em 1,1 triệu thôi. Con này pin 80 nha anh em nhé. Đây mà đúng phản quang lắp SIM gọi bình thường máy quốc tế nhé. Để cho anh em 80 thôi. À để cho anh em 1,2 triệu thôi nhé. Để anh em 1,2 triệu. Đấy. 6S Plus. Là 6 Plus. Rồi tiếp đến là con XS Max này. Con XS Max này là 64GB full chức năng này. Pin 87 nhá, máy zin đẹp luôn anh em nhé. Đây máy đẹp luôn. Đấy, để cho anh em con này là 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu XS Max 64GB full chức năng. Tiếp đến là con XR Độ 13-14 Pro nha anh em nhé. XR Độ 14 Pro 128GB. Đây. 128GB nhá. Anh em nhá, zin nhá. Main zin màn zin hết, anh em yên tâm nhá. Thì thay mỗi độ mỗi cái vỏ lên thôi. Đấy. Đây con này. Nhà pin 84 nhá, pin 84 pin zin theo máy đây, hình thức đây. Quá đẹp luôn hình. Con này mình để cho anh em 6 triệu nhá. XR Độ 14 Pro. Để anh em 6 triệu. Rồi chào con kèo gì không? À chào mọi người nhá. Hôm nay mình có mấy kèo lên cho mọi người, là kèo đầu tiên là con 7 Blue nhá. 128GB main zin màn zin nhá. Pin nó là pin 100 màu đen, để cho mọi người là 2,850 đi. Hai con nhá, hai con 8 Blue 128GB nhá, quốc tế nhá. Full chức năng để mọi người 2,850. Bán rẻ đấy. Rẻ thôi, Tết đến nơi rồi. Còn con này là con 7 Blue 32GB full chức năng. Main zin màn zin pin 100 để cho mọi người là 2,6 triệu. 7 Blue 32GB. Con này là con 11 thường này, màu tím này. Máy zin đét nhá. 64GB, chu tông đầy đủ. Đấy mọi người là 6,4 triệu đi. 6,4 triệu. Máy zin full. Đúng rồi. Con này con XR full chức năng, 64GB quốc tế nhá. Main zin màn zin đấy mọi người là 4,8 triệu XR. Con này là con 8 Plus này, full chức năng màu gold nhá. Pin 164GB đấy mọi người là 3,7 triệu 8 Plus. Còn con này là chức năng 3,7 triệu thôi. Thế thôi. Con này con XR nhá, 128GB này. Độ 14 Pro. Pin là pin 86, main zin màn zin nhá. Chu tông đầy đủ này. Đấy mọi người là 5,9 triệu nhá, full phụ kiện. Đây còn tặng full phụ kiện nữa. Đúng rồi. Kiên thì chú lấy cái ốp ở đâu mà tặng full phụ kiện. Cái này tính sau. Con này con 11 Pro nhá. Full chức năng nhá. Đấy mọi người là 7,5 triệu. 7,5 triệu 11 Pro full chức năng. Số điện thoại mình là 0901566597. Có gì mọi người liên hệ vào số Zalo này nhá. Thầy ai mua máy thì liên hệ Zalo số này nhá.